2,5 xăng nha mấy chị, rất là nặng tay luôn. Chân nữa là chân kim loại, đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần nè. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp, mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị, rất là nặng tay luôn. Chân nữa là chân kim loại, đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần nè. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp, mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị, rất là nặng tay luôn. Chân nữa là chân kim loại, đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần nè. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp, mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị, rất là nặng tay luôn. Chân nữa là chân kim loại, đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần nè. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp, mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị, rất là nặng tay luôn. Chân nữa là chân kim loại, đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần nè. Chị nào lấy hú em nha.
Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp. Mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần nè. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp. Mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần nè. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp. Mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần nè. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp. Mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần nè. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp. Mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần nè. Chị nào lấy hú em nha.
Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp. Mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần mà. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp. Mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần mà. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp. Mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần mà. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp. Mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần mà. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp. Mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần mà. Chị nào lấy hú em nha.
Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp. Mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp. Mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp. Mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp. Mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp. Mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần. Chị nào lấy hú em nha.
Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp, mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp, mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp, mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp, mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp, mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần. Chị nào lấy hú em nha.
Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp. Mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần. Chị nào lấy hú em nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Em về được một thùng này nó có 5 hộp. Mỗi hộp là cỡ 4-5 vỉ vậy đó. Đường kính của nó từ đây qua đây là 2,5 xăng nha mấy chị. Rất là nặng tay luôn. Chân nó là chân kim loại. Đẹp lắm. Cái này lâu lâu nó mới về được một lần. Chị nào lấy hú em nha. Đá gương siêu phẩm về nha mấy chị. Ôi sao bao nhiêu ngày chờ đợi. Đã về được một ít rồi. Đủ size hết, đủ hình dạng hết. Đẹp quá. Đợt này em về một thùng mà toàn là vàng với bạc thôi. Chứ không có màu khác nha mấy chị. Sáng xỉu xỉu luôn. Chị nào lấy hú em nha. Cưng quá cưng luôn. Size lớn. Đá gương siêu phẩm về nha mấy chị. Ôi sao bao nhiêu ngày chờ đợi. Đã về được một ít rồi. Đủ size hết, đủ hình dạng hết. Đẹp quá. Đợt này em về một thùng mà toàn là vàng với bạc thôi. Chứ không có màu khác nha mấy chị. Sáng xỉu xỉu luôn. Chị nào lấy hú em nha. Cưng quá cưng luôn. Size lớn.